Nè, con lau đi cho mát. Con có muốn ăn gì không? Ăn gì cũng được mẹ. Ừ, để mẹ đi mua nha. Dạ. Sao rồi Eric? Tôi đỡ nhiều rồi. Để tôi kiểm tra cho cậu nghe. Há miệng ra. Cậu có cảm giác không? Còn bên này, được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Ừ. Eric à, mẹ mua cháo cho con nè. Mẹ à, mẹ gọi Ricky giúp cho con nha. Con có gì cần cậu ấy. Ờ, được. Alo, Ricky hả? Bây giờ con rảnh thì tới bệnh viện với Eric đi. Eric có chuyện cần tìm con nè. Bây giờ tới liền nha. Cảm ơn con. Nó sẽ tới liền đó con. Eric, tìm tới gấp có chuyện gì vậy? Gấp lắm. Chuyện này vô cùng quan trọng. Chỉ có mình cậu mới giúp được tớ thôi. Có chuyện gì vậy? Cô gái Việt Nam mà tớ kể với cậu lần trước đó. Tớ đã làm đám cưới và đón cổ qua đây. Nhưng mà tớ không muốn cô thấy bộ dạng này của tớ. Vậy cậu muốn tớ phải làm cái gì đây? Giúp tớ thực hiện lời hứa của tớ. Cái gì giúp sao? Hãy giúp tớ thực hiện lời hứa. Bằng cách nào chứ? Kết hôn với cô ấy. Hả? Cậu nói cái gì vậy? Sao cậu làm như vậy được? Cậu có nghĩ tới cảm giác của cậu hay không? Xin cậu hãy kết hôn với Vũ Yến đi. Cứ xem như là giúp tớ một lần này đi mà. Hả? Cảm ơn cậu. Chuyện đó là không thể được. Nè, tớ là bạn của cậu, cổ là người yêu của cậu. Tớ... sao tớ có thể? Cậu tưởng là tớ không đau khổ hay sao? Tớ không thể nào thiếu cổ được. Nhưng tớ không thể nào ích kỷ mà giữ cổ lại bên cạnh mình. Vũ Yến đã trải qua rất nhiều khó khăn rồi. Bây giờ tớ chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc thôi. Tớ van xin cậu Ricky à, cậu hãy giúp tớ lần này đi. Cho dù là tớ đồng ý thì Vũ Yến cũng không chấp nhận đâu. Với lại sau khi chia tay với Đăng Tước, tớ đã không tin vào tình yêu phương xa nữa rồi. Cô sẽ đón nhận một người khác thôi, cậu có hiểu không hả? Ricky à, nghe tớ nói đã. Vũ Yến là một cô gái tốt. Cô chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tốt mà. Tại sao cậu không cho bản thân của mình một cơ hội để thay đổi?
cố gắng tìm hiểu đối phương chứ. Tớ tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Thôi cô đừng nói nữa, chuyện này là không thể được. Ricky à, Ricky. Anh xin lỗi em Yến à, anh thực sự không còn cách nào khác nữa. Xin em hãy hiểu cho anh. Nè, anh còn nói khi nào về vậy? Anh không có nói, con không biết. Dạ Linh à. Dạ Linh. Mẹ vừa nói ảnh về liền. Hai. Hai. Chào dì. Wow, anh hai. Anh hai dẫn bạn gái về đâm mắt người lớn hả? Chào chị, em là em gái của anh Eric. Em là Dạ Linh, chào chị. Chào em. Ngồi, ngồi, ngồi. Chị ngồi đi, em đi vô lấy nước. Dạ. Thôi đi vô trong đi. Mẹ à, để con giới thiệu nha. Bạn gái con tên là Đan Tước. Chào gì? Vậy hả? Dạ. À, Lan Tước hả? Đan Tước. À, Đan Tước hả? Hai đứa con quen nhau lâu chưa? Dạ, được hơn một năm rồi mẹ. Ờ, mới một năm hả? Nếu vậy, hai đứa phải tìm hiểu nhau thêm một thời gian dài nữa thì mới hiểu nhau được chứ. Tụi con biết rồi mà. À, con người của Ricky á, trước giờ bản thân nó có rất nhiều tật xấu. Nếu như con có yêu nó đó thì nhớ giúp nó sửa đổi nha. Nhớ sửa đổi nha. Cảm ơn. Mẹ, sao mẹ nói xấu con trước mặt bạn gái con chứ? Ricky, con có người yêu như vậy á thì con nên bằng lòng đi. Dì à, không sao đâu. Những tật xấu của ảnh con biết hết từ lâu rồi dì. À đúng rồi, chú đâu, sao con không thấy vậy? Đang Tước à, thăm ba của anh nha. Dạ. Bên này. Anh bị làm sao vậy? Ba của anh ngã bệnh. Vậy được bao lâu rồi? Lớn tuổi rồi, ngã bệnh cũng là chuyện thường tình mà. Dì à, đừng lo quá, bây giờ y học tiến bộ lắm rồi. Chú sẽ mau chóng bình phục thôi mà. Chúng ta ra ngoài đi. Mẹ, đừng có để ba nhìn thấy vẻ mặt không vui của mẹ. Thank you.
Sao rồi? Cậu thấy đỡ hơn chưa? Không khá hơn. Không thấy tiến triển gì hết. Yên tâm đi, sẽ sớm bình phục thôi mà. Chuyện lần trước tới nhờ cậu, cậu thấy thế nào rồi? Chuyện gì? Chuyện tới nhờ cậu kết hôn với Yến đó. Xin lỗi, tôi nói rồi, chuyện đó là không thể được. Cậu có biết không, Vũ Yến là một cô gái tốt. Thực sự là một cô gái rất tốt. Trong quá trình trưởng thành của cô ấy, cô ấy đã gặp rất nhiều những khó khăn, nhưng mà chưa bao giờ nói bỏ cuộc cả. Vũ Yến rất kiên cường. Ngoài việc lo cho bản thân mình, cô ấy còn phải chăm lo cho cả gia đình nữa. Chắc là cậu yêu cô lắm. Chính vì tớ rất yêu cô ấy nên mới không muốn mình thất hứa với cổ. Tớ muốn cô ấy được hạnh phúc. Xin cậu đó, giúp tớ lần này thôi mà. Eric à, tớ thật sự là không thể làm được. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài tản bộ. Erica, cậu muốn tớ cưới Vũ Yến, tớ chỉ có thể giúp cậu chăm sóc cổ cho tới khi chân của cậu lành hẳn. Cậu đừng quên rằng cậu chính là vợ chưa cưới của cậu. Cảm ơn cậu. Tới chưa vậy? Anh đón tôi đúng không? Ờ, cô là... Anh là Ricky hả? Phải. Ờ, còn cô là Vũ. À, là tôi nè. À, xin chào. Anh Eric đâu rồi? Ờ, Eric bận công tác đột xuất cho nên là cậu ấy giờ tôi tới đón cô đó. Chúng tôi là bạn thân. Hả? Anh công tác ở đâu? Ờ, cậu ấy đi Thái Lan khoảng một tuần nên đã nhờ tôi đón cô tới nhà của tôi. Nhà của anh hả?
Tôi xin lỗi. Cô đừng có lo. Tại vì hiện tại mẹ và em gái của tôi đang ở cùng tôi. Nhưng làm sao tôi tin anh được? Tôi biết rồi. Cô đang làm việc ở trong nhà hàng ở Việt Nam. Tên là Hoa... Hoa Bắc. Tôi muốn hỏi tên đầy đủ của Eric là gì? Eric Hà Tử Kiên. Bây giờ cô đã tin tôi chưa? Tin rồi. Vậy đi được chưa? Được rồi. Thì đi nhanh lên. Đi. Đây, tôi giúp cô. Đây chính là giờ của tôi. Và người đang mở cửa đây chính là em gái của tôi. Mời vào. Ai vậy anh? Vào đi rồi nói. Mẹ à? Con đó. Mẹ ngồi đây sao con lớn tiếng vậy? Mẹ coi anh kìa. Mẹ, con lại dẫn ai về đây? Lát nữa con sẽ nói hả? Yến à, bên đây. Đây chính là phòng của cô nè. Cô có thể ngủ ở đây, tuy là hơi nhỏ nhưng mà rất là thoải mái. Cảm ơn Eric, không có anh thì tôi không biết phải làm sao nữa. Đâu có gì, bạn của Eric cũng là bạn của tôi mà. Được rồi. Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài đây. À, Yến à. Nếu mà cô thấy đói thì cô lấy mì bên đó ăn tạm nha. Ừ, cảm ơn anh. Ok, bye. Anh hai con á lại dẫn một cô gái lạ về nhà. Nhìn cô gái đó, mẹ thấy có vẻ không phải là người tốt. Không biết họ có mối quan hệ gì nữa, đang quen nhau hả? Hay sao anh con lại thích cái kiểu con gái nhà quê như vậy được? Gì đó, đang bàn chuyện gì đó. Cô là ai vậy? Bạn gái của con hả? Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà mẹ. Bạn bình thường thôi? Giả sử là bạn bình thường thì đã không từ nơi xa xôi bay đến Malaysia để tìm con rồi. Còn nếu như một cô gái mà bay đến nơi xa vậy để tìm bạn trai, chứng tỏ cô ta không phải loại người đơn giản đâu. Mẹ, sao mẹ lại nói người ta như vậy chứ? Không nói như vậy thì nói như thế nào? Bay qua tận đây để tìm bạn trai, anh suy nghĩ đi. Cô đi công tác thì thể qua tìm cô thôi. Nếu như đi công tác á thì tốt nhất nên ở khách sạn, chứ không phải ở lại nhà của chúng ta. Thì cô ở nhà mình sẽ tiện hơn mà mẹ. Wow, đúng là tùy tiện. Tự nhiên đi vô nhà người khác ở. Hai người đừng có như vậy có được không? Bạn thân của con xin cho cô tá túc. Cô mới qua đây cái gì cũng không biết rõ hết. Xin ở tạm nhà mình vài ngày thì có đáng gì đâu chứ. Thôi đi, ở nhà không có yên, tụi con làm mẹ muốn điên cái đầu nè. Ây da, giờ mẹ mặc kệ, còn muốn làm cái gì thì cứ làm đi ha. Mẹ mệt rồi, mẹ về phòng nghỉ đây. Ây da. Anh đó, mặc kệ anh, em đi học đây.
Nè, cô có muốn đi dạo không? Tôi chỉ mới... Đi thôi. Nhanh lên. Khu chợ này bán rất nhiều đồ và nhiều thứ thú vị lắm. Đó, cô nhìn đi. Không thiếu thứ gì hết. Nếu mà cô ở đây á, tôi sẽ dắt cô đi chợ mỗi ngày, để cô thấy là nhịp sống ở đây rất là hối hả. Không được, mấy bức tranh tường đó thật sự rất là đẹp. Vậy hả? Hỏi tính nghệ thuật á. Nè, mình uống nước dừa nghe. Được đó. Ngồi đi. Cô ơi, lấy hai trái nha. Có ngài. Cô biết không, những bức tranh tường kia không những mang giá trị nhân văn mà còn là tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật? Đúng rồi. Tôi mới biết đó. Cô còn biết à? Ở Việt Nam có nhiều tranh vẽ tường không? Không, chỉ có một ít thôi. Một ít thôi hả? Cô thử đi. Có ngon không? Cái này ở bên Việt Nam kêu là nắp chùm. Nắp chùm. Ok. Dạ, cảm ơn cô. Không có gì. Ở Việt Nam có một nơi nổi tiếng về dừa. Đó là tỉnh Bến Tre. Đó là nơi nổi tiếng trồng rất là nhiều dừa. Vậy à? Cô thích uống nước dừa lắm hả? Đúng vậy. Tôi có thể uống nước dừa mỗi ngày. Nè. Anh sao vậy? Không có gì. Mà uống đi, dừa ngon đó. Cô thích hoa không? Không. Túi xách thì sao? Không. Vậy thì cô thích cái gì chứ? Máy chụp hình. Vậy cô thích đu đủ hả? Anh giỡn hoài nha. Nãy giờ có liên quan gì tới đu đủ đâu. Nhưng mà cô vừa nói là... Nè, cô Yến à, cô có muốn vào đây ăn không? Cũng được. Ok, được rồi, chúng ta vào thôi. Xin chào quý khách. Mời quý khách đi hướng này. Về đây ha. Mời anh chọn món à. Cô muốn ăn món gì nè? Tôi ăn gì cũng được. Ok. Vậy cho tôi một mì phúc kiến và một hủ tiếu xào trứng. Dạ. Phiền anh chờ một lát. Điên loạn. Sao? Kìa. Điên loạn hả? Tên cửa hàng kìa. Nó tên là Điên loạn. Lần đầu cô thấy hả? Dạ xin lỗi. Đây là nước đá đường nhà hàng chúng tôi chuẩn bị cho các cặp đôi. Vậy sao? Không có gì. Dạ. Chúc ngon miệng. Anh ta nói gì vậy? Hả? Không có gì. Anh ta chỉ khen cô xinh đẹp thôi. Cảm ơn. Cô ăn thử đi. Được rồi. Cô nếm thử xem có khác gì món ăn Việt Nam không? Cô thấy sao? Hình như cách nấu hơi khác với Việt Nam. Còn vị thì khá ngon. Tôi thấy ngon. Vậy được rồi. Vậy cô ăn thêm đi. Thử món này nữa. Đường phố của Malaysia nhìn rất là đẹp. Phải. Chút nữa cô ăn xong, tôi sẽ dẫn cô đi dạo một vòng. Có được không? Eric có gọi cho anh không? Không thấy gọi. Khi nào thì ảnh về vậy?
Kể từ khi đi công tác, cậu ấy không có liên lạc gì với tôi hết. Nhưng nếu như có, tôi sẽ cho cô biết ngay. Dạ, cảm ơn. Dạ Linh à, xuống phụ mẹ xách đồ vô đi con. Để cháu phụ bác. Ủa, cô biết tôi nói gì sao? Dạ, cháu đang cố gắng thưa bác. À, thôi được rồi, để tôi tự làm. Mẹ về rồi hả? Để cho con. À, lại đây. Để tôi giúp cô đó. Không cần. Thì ghét. Chỉ biết ăn không ngồi rồi à. Còn nữa, cô học tiếng Hoa đó. Mẹ à, con nghĩ là cô ta sẽ ở lì đây á. Thôi đi, con đừng có nói vậy chứ. Mẹ nói anh hai đuổi cổ đi đi, chứ ngày nào cũng trường mặt ra đây, diễn ai coi. Ờ, mẹ cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà mẹ nói tiếng Anh không giỏi, nếu như cổ có nói xấu mẹ, sao mẹ biết? Mẹ, bây giờ có phần mềm để phiên dịch đó. Và chỗ này được gọi là quán của mẹ. Quán của mẹ hả? Phải rồi, một nhà hàng theo kiểu Ba Lai đó. À, cảm ơn cô. Không có gì. Là ai vậy? Eric hả? Ờ, không phải. Chỉ là số lạ thôi. Chắc họ nhầm số. Không phải là Eric thật chứ? Không phải. Cô thử đi, uống thử đi. Nè. Đây chính là món trà sữa mama nổi tiếng của người Malaysia. Cô thử đi. Mẹ à. Ủa, phần của Vũ Yến đâu? Ờ, mẹ quên rồi. Vũ Yến à, qua đây. Ngồi đi. Con vô lấy thêm bộ chén đũa đi. Wow, hôm nay mẹ nấu nhiều quá. Mẹ à, con mời mẹ ăn cơm. Ờ, ăn cơm đi. Mời mọi người ăn cơm. Nè, em ăn đi. Coi đó, cái thằng này chưa bao giờ nó gọt cái gì cho mình ăn hết à. Mình dám chắc là cô gái này chiếm vị trí quan trọng trong lòng nó đây. Cái gì mà cắt khó coi vậy? Yến à. Cô có muốn xuống nhà ăn một chút trái cây không? Tôi không muốn ăn đâu. Cảm ơn anh. Cô đang giận mẹ của tôi hả? Mẹ tôi chỉ nói đùa thôi. Không phải, tôi không nghĩ gì đâu. Ồ, vậy được. Nè, ngày mai chúng ta đi ngắm cảnh với nhau đi. Cũng được, đi. Ok. Đồng ý hả? Tuyệt lắm. Hồi trước kia tôi có một căn nhà ở đó đó. Vậy hả? Ừ.
Cô không muốn đi nữa hả? Không. Thiệt chứ? Ừ. Xin chào ông chủ. Chào ông chủ. Chào. Qua đây. Cô ngồi đi. Cảm ơn anh. Cô nghĩ thế nào về nhà hàng này? Tôi thấy cũng được. Tôi thích cách trang trí ở đây, nhìn thoải mái. Tôi nghĩ nếu được làm ở đây sẽ rất là thích đó. Cảm ơn. Đây chính là nhà hàng của tôi đó. Ồ, thật hả? Ừ. Dạ, tách đây à. Cảm ơn anh. À mà nè, dạ, lên chủ. Món salad trước, sau đó tới món đặc trưng của nhà hàng. Ông chủ à, bạn gái của ông đẹp quá. Nhiều chuyện quá. Ông chủ à, uống trà nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Trà thơm lắm đó. Hôm nay ông chủ đẹp trai quá hà. Xin lỗi, tôi xin lỗi ông chủ, xin lỗi cô. Xin lỗi cô nha, để tôi lau cho. Tôi không sao, tôi ổn mà. Ai vậy anh? Trấn Hoa, để anh giới thiệu với em. Đây là bạn của anh Vũ Yến. Đây là quản lý của tôi, Trấn Hoa. Anh lại yêu người nước ngoài nữa hả? Cô chỉ là bạn của anh thôi. Được rồi, em đi dọn dẹp đây. Xin lỗi cô nha. Chúng ta dùng bữa đi. Cô ông chủ đây à? Cảm ơn. Cô à, tôi thấy cô đẹp lắm đó. Thôi, lại nữa hả? Xin lỗi cô nha. Cô thử món này đi. Đây là món nổi tiếng của nhà hàng tôi đó. Cẩn thận nha, nó hơi cay đó. Để tôi thử. Nhìn cũng ngon đó. Con nghĩ họ có gì đó với nhau. Trông họ rất lãng mạn. Với lại họ còn lấy đồ ăn và nước cho nhau nữa. Còn nữa nha, họ còn nói cười vui vẻ. Ôi, dì lo cho Ricky quá. Sợ nó bị lừa lần nữa. Mấy cô người nước ngoài đều không phải là người tốt. Thực ra nếu muốn chứng minh thì cũng có cách đó gì. Có cách hả? Cách gì vậy con? Đó là chúng ta lén lén theo dõi bọn họ, quan sát xem họ làm gì. Ý con cũng hay đó. Chúng ta theo dõi họ từ phía sau, xem có tình ý gì với nhau không. Giả sử họ thực sự có gì đó thì chúng ta sẽ tìm cách để chia rẽ Ricky với cô gái đó hả? Dạ đúng rồi. Được đó gì. Tôi còn chưa biết là mình bị lừa đó mà. Để tôi kể tiếp cô nghe cho. Con chào bác. Mẹ, chào chị. Tôi lên lầu nha. Ok. Ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Ủa Trấn Hoa, trễ rồi xem chưa về nữa. Khi nãy em đi công việc, sẵn tiện ghé qua thăm dì luôn. Dì ơi, cũng trễ rồi, con về luôn đây. Bye. Nè Ricky. Ê, sẵn tiện con đưa Trấn Hoa về luôn. Em tự về nhà một mình được mà. Ricky à, sao con cư xử càng ngày càng tệ vậy? Là sao mẹ? Là con nên quan tâm Trấn Hoa nhiều hơn đi. Thì cổ tự nói là không cần con đưa về mà. Không nói nữa, con mệt rồi, con đi ngủ à. Nè Ricky. Xin lỗi con nha. Không sao, con tự về được mà, dì đừng lo. Được. Dạ. Cẩn thận nha con. Nha. Bye bye. Chào con. Wow, đẹp quá. Yến à, tôi xin lỗi nha. Xin lỗi về việc gì? Thì về mẹ và em gái của tôi đó. Cẩn thận đó. Họ đối xử với tôi tốt mà. Tôi không nghĩ gì đâu. Cô đúng như những gì mà Eric đã kể với tôi. Eric? Eric đã kể gì với anh về tôi? Thì cô ấy nói là cô là một cô gái Việt Nam đáng yêu.
Còn gì nữa không? À, nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì tôi không có nhớ được hết. Tôi quên sạch rồi. Không biết là những cô gái khác có giống cô không hả? Những cô gái khác giống tôi về cái gì? Tử tế, thông minh và đáng yêu. À, tôi có một cô bạn. Tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho anh, chịu không? Thật vậy hả? Thật mà. Ok, tôi sẽ nhớ những gì cô nói đó. Nếu như có một cơ hội kìa. Dĩ nhiên là có cơ hội rồi. Thấy không gì? Ok, đập tay. Tôi sẽ ghi nhớ. Vậy quéo tay hứa với tôi nha. Hứa rồi đó, giới thiệu cho tôi nha. Dạ, yeah, tuyệt vời. Vậy thôi. Coi kìa, tụi nó chơi vui quá chừng, còn đập tay nữa. Coi đi. Quá đáng thiệt đó. Ricky không chịu đi làm mà đến đây chơi kìa. Ricky nó vậy nó phải giải thích chứ gì chuyện này. Cô gái người nước ngoài này đúng là có sức quyến rũ thiệt. Ricky vì cổ mà không chịu đi làm, cứ đi chơi khắp nơi thôi. Mới đầu Ricky nó dẫn cô gái này về vì đã không thích chút nào rồi. Bấm chắc nha, đi. Rồi, nhấc chân lên anh. Đi. Ricky dẫn cô ấy về nhà sao? Nhờ, về ở mấy ngày thôi mà. Hèn chi dạo này Ricky không màng tới công việc luôn. Ừ. Họ luôn về trễ phải không gì? Mỗi khi tụi nó ra ngoài là về trễ. Còn nếu một mình Ricky ra ngoài mà về trễ á, là nó mua đồ ăn bên ngoài về cho cô ta ăn đó. Đúng là quá đáng mà. Ừ, thôi con đừng có tức giận, để chúng ta tìm cách đối phó với cô ta. Ừ. Mình đi thôi gì. Uống nước đi. Cảm ơn anh. Hôm nay cô vui chứ? Rất vui. Đây chính là một trong những nơi nổi tiếng nhất của Malaysia đó. Ồ, vậy hả? Dạ. Anh có biết là Eric sợ độ cao không? Biết, tôi biết chứ. Yến à, mai tôi sẽ dẫn cô đến một nơi. Chúng ta sẽ cắm trại trên núi. Thời tiết chỗ đó thích lắm. Thích quá vậy. À, anh có biết tàu lượn siêu tốc không? Anh biết không? Vậy nó là cái gì? Đó là trò chơi mạo hiểm nổi tiếng của Việt Nam đó. Ồ, vậy là trước đây cô đã thử chơi rồi hả? Ừ, thử rồi. Lúc đầu Eric không dám.